đây là min, rồi là cùng lắm. Thì bên bạn là cái gì, baby hit minute, baby hit minute là quần của Hà Nội FC. Còn trận đấu này quần của Nghệ An, Black cầm Mitty, Trang Sinh cầm Pan, No 1 cầm Minoan trong cánh tốt và Phonesian đến từ thưởng bộ thưởng quân. Bên mình đẹp hơn đấy chứ, bên mình đẹp hơn đấy. Chúng ta đến về Pan của Trang Sinh. Đây là trận đấu cuối cùng trong ngày hôm nay thôi. Vâng, đây mảnh máy của thủ Committee Black Sky. Trận đấu này thì có lẽ rằng Black sẽ là người được đánh, vâng, đánh cung đầu cánh. Trang Sinh cầm Pan, No 1 cầm Minoan đánh cung. Như vậy cánh bên này sẽ là một min, min và min với hit sẽ đánh cung. Vô thường sẽ người dâng lời chiều cánh vào xem vô thường. Hai mươi sáu dân, hình như không muốn dâng lời, muốn dâng à, chụp kích rồi.
một trận lên đời tạm ổn và đây một trận khỏe. Xong Dương L, bài khỏe mà. Dương L cho hai người đánh cung chứ. Nâng gấp chặt gỗ. Chưa chưa nâng đâu. Ờ được rồi, nâng được rồi. Tham lai bên phía bạn. Vâng, rất nhiều dân đến từ mùa 6 và mùa 8. Hai người đánh 28 dân, 1 năm chưa lên đời. Rồi con này đứng xe luôn đi. Còn đứng xe luôn không không kịp đâu. Mùa 1 bơm hẳn trăm thịt luôn. Con tê được đẩy đi, mục tiêu là góc 6 giờ. Black phải làm nào đó nha, khỏe đấy nha. Black cũng đánh cùng nhưng mà trận này... Vâng. Trận này thì các cầu thủ bên phía của team Nghệ An đánh tới 3 cung. Có mỗi game thủ cầm pan là game thủ anh chém thôi. Vẫn có đồ ân hoàng dành cho Black. Trận Black cũng chỉ đánh kiểu gom cung được thôi. Mánh máy của game thủ vô thường. Xem vô thường đi dâng à như thế nào. Gặp con vâng ngựa giò chuẩn bị đến nhá. Mùa 5. À không phải, đây là dân của mùa 5. Dân ân hoàng của mùa HN. Rất nhiều thịt dành cho vô thường. Bẫy xe. Nhà bè thứ tư. Lên giáp luôn đi vô thường này. Còn phải lên giáp không? Bên đó nhiều cung lắm à. Một ra bốn. Vâng, bốn nhà bé sóc đều bơm cho nó 100 thịt. Lượng thịt của vô thường là siêu siêu nhiều trận yếu này. Sóc tơn 2 luôn. Thế bảo mùa năm đầu cánh và trận đấu này mùa năm bên đời là rất rất muộn. Đây là có đàn hiêu đây rồi. Vâng, bắn luôn. Đây bãi vàng của đối thủ mùa năm. Mùa năm đang không chú ý. Mùa 8 đẩy cung luôn. Một trận vô thường sẽ gom được rất nhiều cung đây. Chơi luôn mùa 8 không. Hai tên cung rồi. Chơi luôn cung gờ của 8 ấy, sợ gì. Quay về thủ luôn, cứ từ từ. Nó một cứ đứng ở nhà đi. Cái hốc này ngay gần nhà vô thường mà, vô thường nó đỡ luôn đấy. Mảnh máy của em thủ bằng Black. Đã bảo là để thằng vô thường nó cứu. Nhà nó ngay gần cái hốc này, đây này, cái hốc nó đây này. Ngay gần luôn, úi ôi, 6 giờ rồi, 6 giờ nhiều giật lắm này. Có bị công ca đâu, bịp à. Qua chạy với vô thường. 6 giờ vô thường, 6 giờ, 6 giờ. Đấy, 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 đúng rồi, chỗ đấy đấy. Lên chạy qua 2 luôn đi vô thường ơi. Tiếp tục là tư ân dần của mùa năm. Một trận mùa năm không đột biến và mùa năm đang yếu. Rất nhiều lạc đà. Đang đứng thủ bãi ăn hoang đấy. Nó chưa... Mùa năm con gì nhỉ? Pơ à? Sao chưa ấy xe nhỉ? Chặt gỗ 2 đi. Gỗ 2 vô thường. Không như vậy anh muốn sóc đều cung. Gỗ 2 không hả vô thường ơi. Lượng đồ đang rất nhiều. Chặt gỗ 2. Chạy dân kìa. Chạy dân ở chỗ đấy đi. Không chạy đường này. Một tên đâm thẳng vào nhà BA của game thủ mùa 8. Ôm luôn ra trái. Ôm luôn. Đấy. 2 ôm 1 là tên này chơi cả đó là chết đấy. Đây là Blue Sky. Bắn.
hai cung đấu bốc một, và số lượng cung của 18 không hề ít. Nhưng tên này chơi chuẩn nó vẫn có thể chơi được. Cung nhiều lắm, cung nhiều lắm, chơi đi thoải mái đi. Vâng, 18 một bài đánh từ với sexy vào xong 18 khỏe thế nhỉ. Rất nhiều cung với thủ 18, thôi tên này không chơi được rồi. Vâng, 18 là không chú ý anh thì chết rất nhiều dần ruộng, mọi người có thể nhìn thấy. Vâng, là pan tới luôn. Và kết hợp quần túi tốt của các thủ Nghệ An. Vâng, ăn được rất nhiều dần của 18. Thằng này của anh còn 24, đen nhà chủ vào trong này để thêm phát triển khỏe hơn. Mạnh mẽ của Black đầu cánh, vâng thằng này vẫn 40, vẫn đang hạt điều. Đảo đi, cứ đảo đi, đảo điều là chơi được đấy. Thằng này vẫn đang cân, úi dồi ôi. 6 to thế nhở, nó 16 bé thế. Vậy là một vòng ở nhà hơi rộng. Màu 6 đang rất to, game thủ tê nghiệt. Chỗ này màu 6 và màu 8 có một trận đấu đánh rất trâu dần. Hè cũng đang khỏe. Màn hình máy của Trang Sinh hàm 21. Như vậy là anh không thể chơi được game thủ hè rồi. Hè đầu cánh thì đang khỏe hơn. Tham vẫn đang tham bị đè. Tham Lai đang bị đè. Quay trại với No 1, anh có đỡ tơ này không? Tham Lai là 84. Màu 6, màu 8, màu 7 đang siêu to, bên bạn đang 3 nhà to. Còn bên này thì có mỗi nó 1 là to hẳn thôi. Black cũng chỉ là một bài bình thường. Đồ đang sốc dần. Tí nữa anh sẽ có tình huống đi lên 4 và sau đó bơm độ cho đồng đội của mình. Mảnh máy của game thủ Black, tham mai 5x vẫn đang có tham mai ổn, anh đang phát triển khỏe hơn. Bung nhà chủ các kiểu con là điểm rồi. Thôi, xe 3. Sóc gần đang rất khỏe đến từ game thủ màu 2. Ờ, nó một sơ tham ra sau kích 4 cho nó một. Vâng, đang nhìn ra vàng 77 dân. Đã kích 4 đến từ game thủ màu 6, game thủ cầm hít. Lại đánh hot rồi, lại đời 4 rồi. Như vậy lên đời 4 xong. Kích 4 chưa sơ BK. Bản đồ đi đâu một đây. Bên bạn hai hit. Phần thủ ở K đây không thật đây. Bản đồ. Một cái BC. Sang thủ cả K cho nhà này đi. Vâng, như vậy là K xây giữa hai nhà. Ăn thêm gỗ đây. Ăn được gỗ đâu rồi đây. Thiếu gỗ đấy. Trận này thủ cả ca, bên bạn sẽ đánh hot thần của hit. Ông 7 con gì đây? Rồi 7 minoan, nếu không thấy hận tươi đấy. Bắt đầu có hot. Bắt đầu có cái con ca. Ừ.
Vâng, nâng cấp cà to. Đào bằng ai đây? Đẩy cái cung A lên, cung A mới chơi được. Đào bằng 2 đi. Cung A đằng sau kìa. Còn nó 1k vẫn đang là cá con. Cung A trên nhiều lắm kìa. Giờ này vẫn đỡ đấy, bà lách xong dần một tên đi. Lên cá to rồi này. Chơi đi. Bắn kìa. Đào bằng 2 nữa một đây. Vẫn chơi được đấy, trận này khi lên được cả ca thần luôn. Bên bạn là 2 hit mà. Có lẽ rằng đánh bằng đối phương sẽ đánh theo kiểu mà 2 hot, nghĩ là vậy. Ngon đấy còn gì nữa. Hít cái tuổi gì vào đây? Đẩy ca luôn đi, đẩy ca lên đâu đây. Lại trận đánh những của những vị thần rồi. Đẩy đây, đẩy đây. Tiếp tục và đẩy cung A lên. Nâng cấp cả ca dần đi, nó một đây mày ca thần chẳng hạn mới thắng được đấy. Nhưng mà không ăn, không ăn được quà. Nâng cấp ca dần đi, nó một mày phải thủ ca ở mặt bên kia rồi đấy. Ca đi, đúng rồi. Đào vàng đây, đào thẻ vàng nữa đây. Vâng, như vậy anh đạp đôi. Rất dị nhân. Không phải đánh hai hot. Lên giáp đi, lên giáp đi, lên giáp đi ông thần. Chưa có giáp kìa. Chuột tơ này nó công trốn vô cùng. Giáp 6 đi, giáp 6 đi. Giáp 4 đi ông thần, ngừng một tơ lên giáp 4 đi. Còn đối phương muốn bắt tên quân này của cường thủ nó 1. Còn khó rồi. Và tỷ số được ấn định đó là 3-2 ở trong trận đấu thứ 3 dành cho Hà Nội FC. Với tỷ số về C được ấn định đó 2-1 dành cho team Nghệ An. Những trận đấy thì vốn có thể gọi là rất mãn nhãn. Và cuộc chiến của các vị thần. Chung cuộc thì kèo đấu của chúng ta kết thúc với tỷ số 2-1 về C dành cho Nghệ An. Rất nhiều trận đấy 4 trong kèo đấu này.